Theo đó, tại nhà trưng bày tác phẩm nghệ thuật quận, quận Sơn Trà triển lãm trưng bày rộng đãi đồ án quy hoạch phương khu Văn Sông Hàng và Bờ Đông tỷ lệ 1 trên 2 ngàn, cũng như những dự án tiêu biểu trên địa bàn quận đến từ các nhóm lĩnh vực trong và ngoài nguồn ngân sách nhà nước. Trong đó, từ nguồn ngân sách nhà nước bao gồm các dự án trường học bầm non, tiểu học và trung học cơ sở, công viên, vườn giàu, nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa và các trụ sở cơ quan trên địa bàn quận. Các dự án ngoài nguồn ngân sách nhà nước có các dự án như khu đô thị mới Vịnh Thuận Phước, khu đô thị Olalani Riverside Tower, tổ hợp trung tâm thương mại, khách sạn và căn hộ thành phố huyền thoại Đà Nẵng, bất động sản và bến du thuyền Đà Nẵng, khu đô thị Capital Square 2, 3 và chung cư Tháp Đại Dương Aqua Tower và một số dự án khác.